Mến chào các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn móc cái chiếc bánh sinh nhật như thế này. Ở đây thì mình móc cái chiếc bánh sinh nhật và mình trang trí bằng hoa hồng và những trái dâu. Mình có móc một cái cây đèn cầy ở chính giữa nha các bạn. Các bạn có thể móc thêm vài cây đèn cầy nữa để trang trí cho cái chiếc bánh của mình nó thêm sinh động nha các bạn. Và mình móc chiếc bánh này thì mình sử dụng đó là len miêu cu tông, mình sử dụng màu hồng để mình móc chiếc bánh và màu trắng để mình làm cái phần kem nha các bạn. Và mình móc len cu tông Việt Nam 1 mi màu vàng để mình móc cái bông hồng và màu đỏ để mình móc cái trái dâu nha các bạn. Và các bạn chuẩn bị cho mình một ít gòn, kéo cắt chỉ, kim đánh dấu, kim khâu nha các bạn. Kim móc thì ở đây mình sử dụng hai cây kim móc, cây kim móc 3.5 để mình sử dụng mình móc chiếc bánh, và mình sử dụng kim móc cán gỗ 1.75 để mình móc những cái hoa hồng và những cái trái dâu để mình trang trí nha các bạn. Bây giờ thì mình xin hướng dẫn cho các bạn móc ha. Thì để bắt đầu thì mình sẽ dùng cái sợi màu hồng nha các bạn, và các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật và các bạn sẽ móc vào cái vòng tròn ma thuật cho mình 6 mũi đơn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Sau đó các bạn sẽ xiết cái vòng tròn lại cho mình. Và bây giờ chúng ta sẽ lên cái hàng thứ hai. Và ở cái hàng thứ hai thì các bạn sẽ móc cho mình mỗi một chân sẽ là 2 mũi đơn. Và các bạn sẽ đánh dấu lại cho mình cái mũi đơn đầu tiên. Cứ mỗi chân là 2 mũi đơn, các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới hết cái hàng số 2 này nha các bạn. Và sau khi các bạn móc mỗi chân là 2 mũi đơn tới cuối hàng thì bây giờ chúng ta sẽ lên cái hàng số 3. Và ở cái hàng số 3 thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn và một mũi tăng. Các bạn sẽ đánh dấu lại cho mình cái mũi đơn đầu tiên. Rồi sẽ tới một mũi tăng. Một mũi đơn. Rồi sẽ tới một mũi tăng. Cứ một đơn một tăng các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng số 3 nha các bạn. Và sau khi các bạn móc đến cuối cái hàng số 3 thì bây giờ chúng ta sẽ lên cái hàng số 4. Và ở cái hàng số 4 thì các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi đơn và 1 mũi tăng. Nhưng ở cái hàng này thì mình sẽ tản mũi nha các bạn. Mình sẽ tản mũi ở những cái hàng mà số chẵn nha các bạn. 2 mũi đơn thì các bạn sẽ móc cho mình 1 mũi đơn. Rồi sẽ tới tản mũi thì chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn chung một chân. Rồi các bạn vẫn móc như bình thường cho mình 2 mũi đơn. 1, 2, rồi sẽ tới 1 mũi tăng. Cứ 2 đơn 1 tăng các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng này. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ còn dư lại một mũi nha các bạn. Và sau khi các bạn móc 2 đơn 1 tăng tới cuối cái hàng số 4 thì bây giờ chúng ta sẽ lên cái hàng số 5. Và ở cái hàng số 5 thì các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi đơn và 1 mũi tăng. Các bạn sẽ đánh dấu lại cho mình cái mũi đơn đầu tiên. Mũi thứ 2. Mũi thứ ba, rồi sẽ tới một mũi tăng. Cứ 3 đơn 1 tăng các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng số 5 này nha các bạn. Và sau khi các bạn móc 3 đơn 1 tăng tới cuối cái hàng số 5 thì bây giờ chúng ta sẽ lên cái hàng số 6. Thì ở cái hàng số 6 thì các bạn sẽ móc cho mình 4 mũi đơn và 1 mũi tăng. Thì ở hàng 4 mũi đơn thì hàng chẵn chúng ta sẽ tản mũi nha các bạn. Các bạn sẽ đánh dấu lại cho mình cái mũi đơn đầu tiên. Mũi thứ hai. Rồi chúng ta sẽ tản mũi, chúng ta sẽ móc một mũi tăng. Rồi các bạn vẫn móc như bình thường cho mình 4 mũi đơn và 1 mũi tăng. 1 2 3
4, rồi sẽ tới một mũi tăng. Cứ 4 đơn 1 tăng các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng này, và cuối hàng thì chúng ta sẽ còn dư lại 2 mũi nha các bạn. Và sau khi các bạn móc 4 đơn 1 tăng tới cuối cái hàng số 6 thì bây giờ chúng ta sẽ lên cái hàng số 7. Và ở cái hàng số 7 thì các bạn sẽ móc cho mình 5 mũi đơn và 1 mũi tăng. Các bạn sẽ đánh dấu lại cho mình cái mũi đơn đầu tiên. Mũi thứ 2. Thứ 3. Thứ 4. Thứ 5. Rồi sẽ tới 1 mũi tăng. Cứ 5 đơn 1 tăng các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới hết cái hàng này ha. Và sau khi các bạn móc 5 đơn 1 tăng tới cuối cái hàng số 7 thì bây giờ chúng ta sẽ lên cái hàng số 8. Và ở cái hàng số 8 thì các bạn sẽ móc cho mình 6 mũi đơn và 1 mũi tăng. Ở hàng chẵn này thì chúng ta sẽ tản mũi nha các bạn. Các bạn sẽ đánh dấu lại cho mình cái mũi đơn đầu tiên. Mũi thứ 2. Mũi thứ 3. Rồi sẽ tới 1 mũi tăng. Rồi vẫn như bình thường 6 mũi đơn và 1 mũi tăng. 1 2 3 4 5 6 rồi sẽ tới 1 mũi tăng. Rồi cứ 6 đơn 1 tăng các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng số 8 này nha các bạn. Và sau khi các bạn xong con cái hàng số 8 thì các bạn sẽ lên cái hàng số 9 cho mình, thì các bạn sẽ móc cho mình 7 mũi đơn và 1 mũi tăng. Và hàng số 10 thì các bạn sẽ móc cho mình 8 mũi đơn và 1 mũi tăng, và các bạn sẽ tản mũi ra. Và cứ cái hàng mà số chẵn thì chúng ta sẽ tản mũi, và các bạn cứ móc cho mình một hàng chẵn một hàng lẻ như vậy cho mình cho tới cái hàng số 16, và là cái hàng số 14 mũi đơn và 1 mũi tăng nha các bạn. Các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng số 16 với 14 mũi đơn và 1 mũi tăng. Mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối cái hàng số 16 nha các bạn. Và sau khi mình móc đến cuối cái hàng số 16 với 14 mũi đơn và 1 mũi tăng thì mình được một cái hình tròn mặt bánh như thế này. Và cái hình tròn mặt bánh của mình thì nó rơi vào khoảng 16,5 cm nha các bạn. Và nếu như các bạn muốn cho cái mặt bánh của mình nó to hơn thì các bạn sẽ tăng tịnh tiến lên nữa nha các bạn. Và bây giờ thì mình dừng ở đây và mình sẽ tiếp tục móc lên cái hàng tiếp theo. Mình sẽ lên cái hàng số 17. Và ở cái hàng số 17 thì các bạn sẽ móc cho mình một cái mũi dời vào cái chân kế bên. Sau đó các bạn sẽ lên cho mình một mũi bính. Và các bạn sẽ đâm kim vào cái chân mà các bạn vừa lên một mũi bính. Các bạn sẽ móc vào đó cho mình một mũi đơn. Và các bạn chỉ móc qua nửa cạnh thôi nha các bạn. Và các bạn sẽ đánh dấu lại cho mình cái mũi đơn đầu tiên. Và ở cái hàng này thì các bạn sẽ móc cho mình mỗi một chân là một mũi đơn. Và chúng ta chỉ móc qua có nửa cạnh sau. Cứ mỗi chân là một mũi đơn và chỉ móc qua có nửa cạnh, các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng số 17 này ha. Và sau khi các bạn móc mỗi chân là một mũi đơn tới cuối cái hàng số 17 thì bây giờ chúng ta sẽ lên cái hàng số 18. Và ở cái hàng số 18 thì chúng ta sẽ móc qua nguyên cạnh nha các bạn. Và các bạn sẽ đánh dấu lại cho mình cái mũi đơn đầu tiên. Và ở cái hàng số 18 này thì các bạn cũng móc cho mình mỗi một chân là một mũi đơn. Và các bạn sẽ móc lên cho mình 14 hàng. Các bạn sẽ móc lên cho mình từ cái hàng số 18, các bạn sẽ móc lên tới cái hàng số 31. Các bạn sẽ móc giống nhau cho mình, các bạn sẽ móc cho mình mỗi một chân là một mũi đơn. Cứ mỗi một chân là một mũi đơn, các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng số 31. Và mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối cái hàng số 31 nha các bạn.
Và sau khi các bạn móc mỗi chân là một mũi đơn tới cuối cái hàng số 31 thì bây giờ chúng ta sẽ lên cái hàng số 32 nha các bạn. Và ở cái hàng số 32 thì các bạn sẽ móc cho mình một cái mũi dời vào cái chân mũi kế bên. Sau đó các bạn sẽ lên cho mình một mũi bính và các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn vào ngay cái chân mà các bạn vừa lên một mũi bính. Và các bạn chỉ móc qua cho mình nửa cạnh thôi nha các bạn. Và các bạn sẽ đánh dấu lại cho mình cái mũi đơn đầu tiên. Và ở cái hàng này thì các bạn sẽ móc cho mình 14 mũi đơn và một mũi giảm. Mũi thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10, 11, 12, 13, 14, rồi sẽ tới một mũi giảm. Cứ 14 mũi đơn và một mũi giảm và chúng ta chỉ móc qua có nửa cạnh, các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng này nha các bạn. Và sau khi các bạn móc 14 mũi đơn và một mũi giảm tới cuối cái hàng số 32 thì bây giờ chúng ta sẽ lên cái hàng số 33 và ở cái hàng số 33 thì chúng ta sẽ móc qua nguyên cạnh nha các bạn. Và các bạn sẽ đánh dấu lại cho mình cái mũi đơn đầu tiên. Và ở cái hàng này thì các bạn sẽ móc cho mình 13 mũi đơn và một mũi giảm. Mũi thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10, 11, 12, 13, rồi sẽ tới một mũi giảm. Mũi giảm thì mình chỉ móc qua nửa cạnh thôi nha các bạn. Cứ 13 mũi đơn và một mũi giảm, các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng này ha. Và sau khi các bạn móc 13 mũi đơn và một mũi giảm tới cuối hàng thì bây giờ chúng ta sẽ lên cái hàng số 34 nha các bạn. Và ở cái hàng số 34 thì các bạn sẽ móc cho mình 12 mũi đơn và một mũi giảm. Nhưng ở cái hàng này thì mình sẽ tẳng mũi và các bạn sẽ đánh dấu lại cho mình cái mũi đơn đầu tiên. Mũi thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, rồi sẽ tới một mũi giảm. Rồi vẫn như bình thường 12 mũi đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, rồi sẽ tới một mũi giảm. Cứ 12 mũi đơn rồi sẽ tới một mũi giảm, các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng này. Và cuối hàng thì chúng ta sẽ còn dư lại 6 mũi nha các bạn. Và các bạn cứ tiếp tục giảm như vậy cho mình. Các bạn sẽ hàng sau thì các bạn sẽ giảm cho mình 11 mũi đơn và một mũi giảm. Rồi các bạn sẽ tới cái hàng 10 mũi đơn và một mũi giảm. Và ở những cái hàng chẵn thì chúng ta sẽ tản mũi nha các bạn. Ở cái hàng sau 10 mũi đơn và một mũi giảm thì các bạn sẽ móc cho mình 5 mũi đơn, rồi sẽ tới một mũi giảm, rồi sẽ tới 10 mũi đơn và một mũi giảm như bình thường. Và cứ như vậy các bạn sẽ tiếp tục giảm cho mình cho tới cái hàng còn lại là 3 mũi đơn và một mũi giảm nha các bạn. Và sau khi các bạn móc đến hàng số 43 với 3 đơn một giảm thì chúng ta sẽ được một chiếc bánh như thế này. Và bây giờ thì các bạn sẽ dồn gọn vào trong chiếc bánh cho mình.
Và sau khi các bạn đã dồn gọn vào trong chiếc bánh thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lên cái hàng số 44 nha các bạn. Và ở cái hàng số 44 này thì mình sẽ móc là 2 mũi đơn và 1 mũi giảm. Và ở cái hàng này thì mình cũng vẫn sẽ tản mũi nha các bạn. Các bạn sẽ đánh dấu lại cho mình cái mũi đơn đầu tiên. Rồi sẽ tới 1 mũi giảm. Rồi vẫn như bình thường 2 mũi đơn và 1 mũi giảm. 1 2 rồi sẽ tới 1 mũi giảm. Cứ 2 đơn 1 giảm các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới hết cái hàng này và cái hàng sau thì các bạn sẽ móc cho mình 1 mũi đơn, 1 mũi giảm. Và cái hàng cuối cùng thì các bạn sẽ móc cho mình 6 mũi giảm và các bạn sẽ dồn thêm gòn cho cái bánh của mình nó được tròn đầy hơn. Tới lúc đó thì các bạn sẽ cắt chỉ và dấu chỉ nha các bạn. Và sau khi mình móc đến 6 mũi giảm cuối cùng và mình thêm vào một ít gòn nữa cho chiếc bánh nó được tròn đầy như thế này thì mình cắt chỉ và dấu chỉ đi thì mình sẽ được một chiếc bánh như thế này. Và các bạn không nên dồn gòn quá đầy nha các bạn. Các bạn chỉ dồn gòn vừa đủ với cái bánh thôi. Nếu như các bạn dồn gòn quá đầy thì cái bánh của chúng ta nó sẽ không được đẹp nha các bạn. Và cái phần mà chúng ta móc cái mũi giảm ở đây thì mình sẽ làm cái phần mặt dưới nha các bạn. Còn cái phần mà chúng ta móc mũi tăng thì mình sẽ làm cái phần mặt ở trên cho chiếc bánh. Bây giờ mình sẽ móc cái phần viền cho chiếc bánh nha các bạn. Thì để móc cái phần viền cho cái chiếc bánh thì bây giờ chúng ta sẽ móc cái phần viền nằm ở dưới trước nha các bạn. Và cái mũi nối của chúng ta lúc nãy nằm ở đây. Và các bạn sẽ đâm kim vào cả hai cạnh luôn như thế này cho mình. Và các bạn sẽ dùng cái sợi màu trắng. Và các bạn sẽ lấy sợi lên cho mình. Và sau khi các bạn đã lấy sợi lên thì các bạn sẽ lên cho mình 4 mũi bính. 2, 3, 4. 4 mũi bính chúng ta sẽ tính là một mũi kép đôi nha các bạn. Các bạn sẽ quấn chỉ vào kim và chúng ta sẽ móc mũi kép đôi. Các bạn sẽ móc thêm cho mình 5 mũi kép đôi vào chung một chân. Và 5 mũi kép đôi với 4 mũi bính này mình sẽ tính là một mũi kép đôi nữa là 6 nha các bạn. Mũi kép đôi thứ hai và các bạn sẽ không có kéo chỉ qua nha các bạn. Các bạn sẽ để chỉ như gì cho mình. Chúng ta sẽ móc 6 mũi kép đôi chụm đầu. Mũi kép đôi thứ ba. Mũi kép đôi thứ tư. Mũi kép đôi thứ 5. Và mũi kép đôi thứ 6. Sau khi các bạn đã được 6 mũi kép đôi trên kim như thế này thì các bạn sẽ kéo qua một lượt cho mình. Sau khi các bạn đã kéo qua một lượt thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi bính. Và các bạn sẽ bỏ cho mình hai chân mũi. 1, 2 và các bạn sẽ móc vào cái chân thứ ba ở đây cho mình. Các bạn sẽ đâm kim qua cả hai cạnh nha các bạn. Và các bạn sẽ cặp luôn cái sợi dây thừa cho mình. Và các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi dời. Và sau khi các bạn đã móc một mũi dời thì các bạn sẽ tiếp tục móc lại cái cụm này cho mình. Các bạn sẽ tiếp tục lên cho mình 4 mũi bính. 2 3 4. Và sau khi các bạn đã lên 4 mũi bính thì bây giờ các bạn cũng sẽ móc cho mình 5 mũi kép đôi nữa vào chung một chân nha các bạn. 1 kép đôi thứ 2. Mũi kép đôi thứ 3.
Mũi kép đôi thứ tư. Mũi kép đôi thứ năm. Và 5 mũi kép đôi cùng với 4 mũi bính thì mình sẽ tính là một mũi kép đôi nữa là 6 nha các bạn. Và các bạn sẽ kéo chỉ qua một lượt cho mình. Và sau khi các bạn đã kéo chỉ qua một lượt thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi bính. Và các bạn sẽ bỏ cho mình hai chân mũi. 1, 2 và các bạn sẽ móc vào cái chân thứ ba cho mình một mũi dời. Rồi các bạn cũng sẽ tiếp tục lên cho mình 4 mũi bính. 2, 3, 4. Và các bạn cứ tiếp tục móc lại cái cụm như thế này cho mình. Cứ 4 mũi bính rồi các bạn sẽ móc 5 mũi kép đôi vào chung một chân. Và cứ như vậy các bạn cứ móc vòng tròn qua cái bánh như thế này cho mình nha các bạn. Và sau khi các bạn móc cái viền bánh xong và các bạn sẽ cắt chỉ và dấu chỉ đi cho mình thì chúng ta sẽ được một cái viền bánh như thế này nha các bạn. Đây là cái viền bánh của mình sau khi mà đã hoàn thành. Bây giờ chúng ta sẽ móc cái phần viền ở trên nha các bạn. Và các bạn cũng sẽ đâm kim vào hai cạnh ở trên như thế này cho mình. Và các bạn cũng sẽ lấy cái sợi màu trắng lên cho mình. Và sau khi các bạn đã lấy sợi lên thì các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi bính. 1, 2, 3. Sau khi các bạn đã lên được 3 mũi bính thì các bạn sẽ móc cho mình mũi kép nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ móc cho mình 5 mũi kép vào chung một chân. Và các bạn cũng sẽ không có kéo chỉ qua nha các bạn. Chúng ta cũng sẽ móc 5 mũi kép chụm đầu với một 3 cái mũi bính này nữa sẽ là mình sẽ tính một mũi kép nữa là sẽ là 6 nha các bạn. Năm, sáu. Khi các bạn đã móc được 6 mũi kép, 5 mũi kép cùng với 3 mũi bính, mình sẽ tính là một mũi kép nữa. Như vậy mình sẽ được 6 mũi kép. Thì các bạn sẽ kéo chỉ qua một lượt cho mình. Và sau khi các bạn đã kéo chỉ qua một lượt thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi bính. Và các bạn cũng sẽ bỏ cho mình hai chân mũi. Và các bạn sẽ móc vào cái chân thứ ba ở đây cho mình một mũi dời. Rồi các bạn cũng sẽ tiếp tục lên cho mình 3 mũi bính. Và các bạn cũng sẽ móc cho mình thêm 5 mũi kép nữa vào chung một chân nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5. Khi các bạn đã móc 5 mũi kép vào chung một chân cùng với 3 mũi bính nữa sẽ là 6 nha các bạn. Và các bạn sẽ kéo chỉ qua một lượt cho mình. Các bạn sẽ móc cho mình một mũi bính. Và các bạn cũng sẽ bỏ cho mình hai chân mũi và các bạn cũng sẽ móc vào cái chân thứ ba ở đây cho mình một mũi dời. Rồi các bạn sẽ tiếp tục lên cho mình 3 mũi bính. Và cứ như vậy các bạn sẽ móc vòng tròn quanh cái bánh cho mình giống như là cái phần viền ở dưới lúc nãy chúng ta đã móc nha các bạn. Và sau khi mình móc cái phần viền ở trên xong thì mình cắt chỉ và dấu chỉ đi thì mình sẽ được cái phần viền của chiếc bánh như thế này nha các bạn. Đây là hai cái phần viền của chiếc bánh sau khi mà mình đã làm xong như thế này. Và bây giờ mình sẽ móc cái phần hoa hồng ở trên để mình trang trí cho chiếc bánh nha các bạn. Thì để móc cái phần hoa hồng để trang trí thì ở đây mình sử dụng len cô tông Việt Nam 1mm màu vàng nha các bạn. Và mình sử dụng kim móc 1.75. Bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình một đường dây bính với 41 mũi bính nha các bạn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và sau khi các bạn móc được 41 mũi bính như thế này, bây giờ các bạn sẽ bỏ cho mình 3 cái chân bính đầu tiên, 1, 2, 3 và các bạn sẽ móc vào cái chân thứ tư nha các bạn. Các bạn sẽ móc vào cái chân thứ tư cho mình một mũi kép. Và các bạn sẽ móc cho mình mỗi một chân
là một mũi kép. Các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối hàng nha các bạn. Cứ mỗi chân là một mũi kép, các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng ha. Và sau khi các bạn móc mỗi chân là một mũi kép tới cuối hàng như thế này thì các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi bính. Các bạn sẽ xoay lại và các bạn sẽ móc cho mình vào chung một chân với 3 mũi bính này 5 mũi kép nữa nha các bạn. Mũi kép thứ nhất, mũi kép thứ hai, mũi kép thứ ba, mũi kép thứ tư, mũi kép thứ năm. 5 mũi kép với 3 mũi bính này mình sẽ tính một mũi kép nữa là 6 nha các bạn. Và các bạn sẽ qua cái chân kế bên ở đây và các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi dời. Sau khi các bạn đã móc một mũi dời thì các bạn sẽ quấn chỉ vào kim và các bạn sẽ bỏ qua một chân mũi cho mình. Các bạn sẽ móc vào cái chân thứ hai ở đây cho mình 6 mũi kép vào chung một chân. 1 2 3 4 5 6. Sau khi các bạn móc được 6 mũi kép vào chung một chân thì các bạn sẽ qua cái chân kế bên ở đây và các bạn sẽ móc vào đó cho mình một mũi dời. Và cứ tiếp tục như vậy, các bạn sẽ bỏ một chân và các bạn sẽ qua cái chân kế bên đây. Các bạn sẽ móc cho mình 6 mũi kép nữa vào chung một chân. 1. Rồi cứ như vậy mà các bạn sẽ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng đầu ở đằng đây nha các bạn. Và sau khi các bạn móc đến cuối hàng thì chúng ta sẽ được một cái dây như thế này nha các bạn. Và các bạn sẽ kéo chỉ ra cho mình một đoạn và các bạn sẽ cắt chỉ cho mình. Và các bạn sẽ dùng kim khâu và các bạn sẽ khâu cái hoa lại nha các bạn. Các bạn sẽ cuốn cái hoa lại cho mình như thế này. Các bạn sẽ xỏ chỉ vào kim và các bạn sẽ cuốn cái hoa lại như thế này và các bạn sẽ khâu lại nha các bạn. Đấy, các bạn sẽ cuốn lại như thế này và các bạn sẽ móc cho mình thêm 5 cái hoa như thế này nữa. Đây mình đã móc sẵn như thế này, các bạn sẽ móc thêm cho mình 5 cái hoa như vậy nữa nha các bạn. Còn cái hoa này thì các bạn sẽ khâu lại cho mình ha. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái sợi màu đỏ để mình móc cái trái dâu nha các bạn. Và các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật và các bạn sẽ móc vào cái vòng tròn ma thuật cho mình 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6. Sau đó các bạn sẽ xiết cái vòng tròn lại cho mình. Và bây giờ chúng ta sẽ lên cái hàng thứ hai. Và ở cái hàng thứ hai thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn và một mũi tăng. Các bạn sẽ đánh dấu lại cho mình cái mũi đơn đầu tiên. Rồi sẽ tới một mũi tăng. Rồi một đơn. Một tăng. Rồi sẽ tới một đơn. Rồi một mũi tăng. Bây giờ chúng ta sẽ lên cái hàng thứ ba nha các bạn. Và ở cái hàng thứ ba thì các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi đơn và 1 mũi tăng. Các bạn sẽ đánh dấu lại cho mình cái mũi đơn đầu tiên. Mũi thứ hai. Rồi sẽ tới 1 mũi tăng.
cứ hai đơn một tăng, các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng này ha. Và sau khi các bạn móc đến cuối cái hàng thứ ba với hai mũi đơn và một mũi tăng thì bây giờ chúng ta sẽ lên cái hàng thứ tư. Và ở cái hàng thứ tư thì các bạn sẽ móc cho mình ba mũi đơn và một mũi tăng nha các bạn. Các bạn sẽ đánh dấu lại cho mình cái mũi đơn đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba, rồi sẽ tới một mũi tăng. Cứ ba đơn một tăng, các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng này. Và sau khi các bạn móc ba đơn một tăng tới cuối hàng thì bây giờ chúng ta sẽ lên cái hàng thứ năm nha các bạn. Ở cái hàng thứ năm thì các bạn sẽ móc cho mình bốn mũi đơn và một mũi tăng. Các bạn sẽ đánh dấu lại cho mình cái mũi đơn đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, rồi sẽ tới một mũi tăng. Cứ bốn đơn một tăng, các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng này. Và sau khi các bạn móc bốn đơn một tăng tới cuối cái hàng thứ năm thì bây giờ chúng ta sẽ lên cái hàng thứ sáu. Và ở cái hàng thứ sáu thì các bạn sẽ móc cho mình mỗi một chân là một mũi đơn nha các bạn sẽ đánh dấu lại cho mình cái mũi đơn đầu tiên. Và các bạn sẽ móc lên cho mình hai hàng, hàng thứ sáu và hàng thứ bảy, các bạn sẽ móc giống nhau cho mình với mỗi chân là một mũi đơn. Rồi, cứ như vậy mà các bạn móc cho mình tới cuối cái hàng số 7 ha các bạn. Và sau khi các bạn móc mỗi chân là một mũi đơn tới cuối cái hàng số 7 thì bây giờ chúng ta sẽ lên cái hàng số 8. Và ở cái hàng số 8 thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn và một mũi giảm. Các bạn sẽ đánh dấu lại cho mình cái mũi đơn đầu tiên, rồi sẽ tới một mũi giảm. Rồi một đơn. Rồi sẽ tới một giảm. Cứ một đơn một giảm, các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng nha các bạn. Và sau khi các bạn móc một đơn một giảm tới cuối cái hàng số 8 thì bây giờ chúng ta sẽ lên cái hàng số 9. Và ở cái hàng số 9 thì các bạn cũng móc cho mình một mũi đơn và một mũi giảm. Các bạn sẽ đánh dấu lại cho mình cái mũi đơn đầu tiên, rồi sẽ tới một mũi giảm. Cứ một đơn một giảm, các bạn cứ móc như vậy cho mình cho tới cuối cái hàng này nha các bạn. Và sau khi các bạn móc một đơn một giảm tới cuối hàng thì các bạn sẽ kéo chỉ cho mình một đoạn và các bạn sẽ cắt chỉ cho mình. Và bây giờ các bạn sẽ dồn gòn vào trong cái quả dâu cho mình nha các bạn. Và sau khi các bạn đã dồn gòn vào trong cái quả dâu thì các bạn sẽ xỏ chỉ vào trong kim cho mình. Và bây giờ chúng ta sẽ khâu cái phần miệng lại nha các bạn. Các bạn sẽ không có gút sát luôn nha các bạn. Các bạn chỉ gút vừa đủ cho mình chứ chúng ta sẽ không có siết chặt. Và bây giờ thì các bạn sẽ xỏ kim vào trong phần cái đầu ở trên này và các bạn sẽ lấy cái sợi màu xanh lên cho mình. Các bạn sẽ móc cái sợi màu xanh ở đây và các bạn sẽ lên cho mình một mũi bính và các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn vào chung chân với mũi bính. Và các bạn sẽ lên cho mình 4 mũi bính, 3, 4. Và các bạn sẽ đâm kim vào chung một chân. Các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Các bạn sẽ qua cái chân kế bên ở bên đây. Các bạn sẽ cặp luôn cái sợi dây thừa cho mình. Bạn cũng sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Sau đó sẽ là 4 mũi bính. Rồi sẽ là một mũi móc đơn vào chung một chân. Chúng ta sẽ qua cái lỗ kế bên.
như vậy mà các bạn sẽ móc thêm cho mình hai cái nữa nha các bạn. Và sau khi các bạn móc được 5 cái cuốn như thế này thì các bạn sẽ cắt chỉ và xỏ chỉ vào trong kim cho mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ giấu chỉ đi nha các bạn. Như vậy là chúng ta đã được một cái quả dâu như thế này. Và các bạn sẽ móc thêm cho mình 5 cái trái dâu như thế này nữa nha các bạn. Và sau khi các bạn móc được 6 cái hoa hồng và các bạn móc 6 trái dâu thì bây giờ chúng ta chỉ còn trang trí lên chiếc bánh nữa là xong. Thì cái phần trang trí thì nó có rất là nhiều cái cách để chúng ta trang trí, thì tùy vào các bạn ha, các bạn có thể trang trí cái cách nào mà các bạn thích. Và ở đây thì mình có móc thêm một cái cây đèn cầy như thế này để mà mình trang trí lên thêm cho chiếc bánh của mình. Ở đây mình sẽ cắm cái cây tăm vào dưới cái phần cây đèn cầy và mình sẽ để vào chiếc bánh như thế này. Các bạn cũng có thể móc một hoặc nhiều cái cây đèn cầy để các bạn trang trí lên thêm cho chiếc bánh của mình, nó thêm sinh động nha các bạn. Và cái video hướng dẫn cái bánh sinh nhật của mình tới đây là đã hoàn thành. Mình xin chúc cho tất cả các bạn thành công và mình hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau của mình. Bye bye!